xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com xin được các bạn tới khu đất của dự án Urban Green sắp được triển khai bởi khu đất Home. Hiện tại là khu đất này đây, các bạn có thể thấy đây. Khu đất này hiện tại là đang được rào chắn và công trường đang bắt đầu là cho máy móc vào để dọn dẹp mặt bằng để triển khai thi công. Đây là cổng công trường đây, chúng ta đã thấy. Về cái dự án này thì là cái quy mô của nó là 2 hectare, thì bao gồm 3 block căn hộ cao 23 tầng, nó cung cấp khoảng hơn 700 căn hộ. Thì ngoài ra thì có những cái căn shop house khối đế nữa. Thì trên cái dự án này thì thực tế chúng ta thấy là cái mặt tiền nó nằm trải dài và rộng trên mặt tiền đường. Hiện tại thì cái đường này thì nhìn thì thấy nó có vẻ là hơi nhỏ, nó chỉ cỡ khoảng 6 mét thôi. Nhưng mà nếu mà tính ở nhìn ở cái chỗ mà công trình thi công người ta dựng rào chắn ấy, thì có thể là cái đường này nó mở rộng lên tới tầm khoảng 15-20 mét. Đây, thực tế của dự án nó nằm như thế này đây. Đây các bạn có thể thấy. Tính từ dự án mà ra đến cầu Bình Triệu nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 2 cây, hơn 2 cây một chút, đi rất là tiện. Đấy, công trường máy móc đang thi công này. Đấy. Thì được biết là dự án này thì hiện tại là bắt đầu là khởi động và sẽ là mở bán vào trước Tết âm lịch, thì nó rơi vào đâu đó khoảng vào tháng cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm nay, đầu tháng 1 năm sau. Khu này là trước là tôi đã quay lại ở đây rồi, là trước thì nó có một tên khác cơ, là Grand Bắc hay là Racer Bắc. Đây là trước vào thì để tham khảo thì là thấy là cái khu đất này là nó khá là rác và không có được dọn dẹp sạch sẽ. Đây lần này thì là dọn dẹp sạch sẽ này. Đây, dự án có tên là Urban Green, nghĩa là xanh. Vì một số cái phối cảnh thiết kế được tiết lộ thì thấy là cái không gian xanh và cái tiện ích xanh được chủ đầu tư khá là chăm chút, là kỹ lưỡng. Thì hiện tại là mới có dò dỉ một số cái phối cảnh thôi, thì chưa có những cái thông tin phối cảnh chính thức truyền thông của chủ đầu tư đưa ra, và nó cũng chưa đầy đủ lắm. Thì là sắp tới khi này chúng tôi đến thì là sẽ là cập nhật về cái thông tin của những cái phối cảnh và cái thông tin giới thiệu nó sẽ chi tiết hơn. Đây tôi đang đi ra từ trong ra đây. Đấy, các bạn có thể thấy đây, rào chắn khu bên trong. Đấy, máy móc đã vào rồi. Đường xá thì hiện tại thì nó cũng hơi bất tiện, nhưng mà chắc chắn thì sẽ sớm mở rộng thôi. Tại công trường nó thi công như là cũng hơi lầy lội. Đấy, móc bên trong đấy các bạn. Đây, những cái cột điện mới đây thì chắc là sắp tới thì là cột điện này sẽ di rời vào trong để mở rộng đường. Cái cây cột điện mới chờ để di rời những cục cũ này. Đấy, đi ra ngoài này đây, tôi đi ra ngoài này, ngay gần đây thì là có một cái chợ là chợ Tạm. Sau này nếu mà mở rộng đường ra đây thì chắc là chợ này sẽ cũng không còn nữa. Thực sự cái đường này mở rộng ra thì là khá là đẹp. Tính vào thì nó cách khoảng 40 mét thôi. Từ dự án đi ra quốc lộ 13 thì là khoảng 40 mét. Quốc lộ 13, về hạ tầng quốc lộ 13 này thì là dự kiến sắp tới thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là sẽ mở rộng quốc lộ 13. Đây sẽ là một cái trục đường giao thông là khá là tốt và đẹp và quan trọng. Thì nó kết nối luôn với lại quốc lộ 13 và về phía thành phố mới Bình Dương, nó là trục đại lộ của thương mại của Bình Dương đã được quy hoạch rồi. Đó, đây là phía trục quốc lộ 13 đây các bạn ạ. Đấy, đây là hướng đi xuôi về Bình Dương. Thì thực ra là cái thông tin về cái dự án Urban Green này mới được thị trường đưa thông tin ra gần đây thôi, cách đây có khoảng từ hôm qua đến hôm nay thôi. Thông tin về chi tiết về giá bán thì hiện tại là
nó cũng chưa được chủ đầu tư rủ moi công bố gì, nhưng mà trên thị trường thì đang đưa ra mức giá là khoảng 50 đến 55 triệu mét vuông. Thì cái mức giá này thì hiện tại thì chưa biết là nó hợp lý hay không, thì là cần phải đánh giá thứ nhất là về cái diện tích và cái nội thất bàn giao ở bên trong. Còn vị trí ở khu vực này thì là khá là tốt, tại vì trên cái trục đường này thì cũng có nhiều cái dự án đã được triển khai, ví dụ như là đối diện bên này mé bên kia thì nó là cái bằng Phúc City thì là đang đi vào hoạt động rồi và chuẩn bị là hoàn thiện, thì cơ bản nó đã hoàn thiện khoảng 80-90%. Khu vực Phúc City thì nó còn cái khu căn hộ nữa triển khai thì là xong hết thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Những cái thông tin mới nhất thì chúng tôi sẽ cập nhật tiếp theo để các bạn tham khảo. Các bạn có thể là bấm theo dõi để nhận những thông tin của nhóm thông tin bất động sản alo.conho.fg.com. Những cái thắc mắc hoặc là cần những cái thông tin cần giải đáp thì các bạn có thể là đặt câu hỏi chi tiết thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Vâng, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt.